Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn còn đang trong một cái mùa xuân rực rỡ mà vừa qua, qua những buổi diễn hành Tết, những cái buổi mà chợ Tết vân vân, chúng ta cảm thấy là mùa xuân vẫn đang về rất là rực rỡ ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Hoa cúc vẫn văng nở. Mỹ Lan lên trên Facebook, Mỹ Lan nghe bạn bè Mỹ Lan nói rằng là đào còn nở, mai còn nở, thì chúng ta vẫn còn ăn Tết đúng không ạ? Bây giờ mình vẫn còn mùng mà. Tại ra ngày hôm nay với cái không khí vui tươi của ngày Tết đến xuân Quý Mão, thì Mỹ Lan cũng đã mời được tân thị trường của thành phố Westminster, đó là chị Charlie Nguyễn đến đây cùng chia sẻ, cũng như là chúng ta phải chúc Tết chứ, từ vì Tết bận rộn anh chưa có thì giờ, thì ngày hôm nay anh đến đây để cùng chia sẻ với đồng hương cũng như là chúc Tết với chúng ta. Thân mến chào thị trưởng thành phố Westminster, anh chị Charlie Nguyễn ạ. Dạ vâng, xin được kính chào chị Mỹ Lan. Chúng tôi rất hân hạnh được lên đây trong chương trình của Mỹ Lan Show. Và thưa quý vị, đúng như vậy, nhà chị Mỹ Lan nói rằng là chúng ta còn đang ở trong mùng, có nghĩa là chúng ta còn đang là ở trong những ngày vui xuân. Và nhân tiện đây thì chúng tôi xin được kính chúc chị Mỹ Lan cũng như tất cả quý khán giả của đài SET-TV một năm mới thật là vui vẻ. Những ngày Tết thì cũng đã qua, nhưng mà chúng ta vẫn còn những ngày rất là vui xuân với gia đình trong những ngày weekend. Thì thực ra chúng tôi xin được kính chúc quý vị những ngày đầm ấm bên gia đình và một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Chúng tôi cũng tin rằng là chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một có tự do hơn, người dân của chúng ta thực sự là có được cái đời sống tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là điều mà tất cả chúng ta ai ai cũng mong muốn rằng. Tôi biết rằng là không ít thì nhiều, chúng ta mỗi người cũng còn có những người thân, người quen hoặc là bạn bè là chúng ta còn đang sống bên đất nước Việt Nam. Thì chúng ta cầu chúc cho những cái sự may lành cho họ trong năm mới này, năm Quý Mão. Vâng, thưa anh, thường thường anh là một thị trưởng, ông phải kêu mỗi lần gọi mà phải kêu là anh thị trưởng thì nó gì quá. Mà trong khi anh em mình đã gặp nhau thường xuyên, dạ vâng, thôi giờ dạ mình vâng. Xin phép anh là mình nói chuyện thân mật với nhau dạ một vâng, chút xíu thì mình vẫn cho nó dễ dàng nói chuyện dạ hơn vâng. Thưa anh, thì Mỹ Lan nhớ rằng là qua cái cuộc bầu cử vừa dạ rồi vâng. Đúng không ạ? Dạ. Thì anh cũng đã có lên đây để mà chia sẻ và gặp gỡ đồng hương của chúng ta và chúc mừng anh. Bữa nay mới chính thức chúc mừng anh là tại bây dạ giờ mới được gặp anh. Dạ vâng. Thì chúc mừng anh đã là tân thị trưởng, mà Mỹ Lan cũng là một cư dân ở thành phố Westminster nha. Dạ vâng. Rồi, thì thứ nhất là chúc mừng anh. Thứ hai nữa rằng là qua cái khi mà anh vừa nhậm chức xong thì Mỹ Lan biết rằng là tuy là anh vừa nhậm chức tân thị trưởng nhưng mà anh vẫn còn giữ cái chức gọi là giám đốc sở vệ sinh thành phố Miss Way City. Dạ vâng. Thì với hai cái chức vụ như vậy thì Mỹ Lan nghĩ rằng là anh sẽ càng bận rộn hơn nữa. Dạ vâng. Với những cái công việc mới cũng như dạ là công việc mình đang điều hành. Thì qua cái cuộc bầu cử vừa rồi thì Mỹ Lan thấy rằng là cái công việc đầu tiên mà anh phải đối mặt cái của cộng đồng của chúng ta, đó là cái diễn hành Tết Nguyên dạ Đán vâng vừa dạ qua vâng. Thì dạ Mỹ Lan cảm thấy thêm Mỹ Lan nhận xét là năm nay là một cái năm là sau những cái ngày tháng đại dịch Covid vừa qua, có thể nói năm nay là đồng hương của chúng ta đón xuân Quý Mão, cũng có thể vừa là xuân Quý Mão, ai cũng cảm thấy nó vui tươi một dạ cái điều vâng gì đó Quý dạ Mão vâng mà dạ vâng. Và một điều nữa là sau cái đại dịch thì mọi người cảm thấy thoải mái, tự mọi người là muốn vui chơi với nhau để mà mong muốn một mùa xuân, một cái năm mới đầy thịnh vượng, đầy hòa bình, yên ổn hơn. Thì thưa anh, thì anh thành để sơ qua những cái sinh hoạt mà khi mà sau khi nhậm chức thì anh phải đối diện và cũng như là đặc biệt là anh phải đối mặt với cái diễn hành Tết vừa qua, những công việc như thế nào ạ? Dạ vâng, thưa với quý vị, trong phần giới thiệu của chị Mỹ Lan thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều việc mà chúng tôi có thể trả lời được. Việc thứ nhất là chị nói là chúng ta không gặp nhau cho tới ngày hôm nay, chứ chúng tôi gặp chị Mỹ Lan rất là nhiều. Chị Mỹ Lan là một người không những là lo về vấn đề văn nghệ, về văn nghệ nghệ thuật, nhưng mà bên cạnh đó chị rất là sùng đạo cũng như là rất là đóng góp vào cho cái việc mà ca đoàn ở trong nhà thờ. Tôi gặp chị là không chỉ là ca viên nhưng mà chị là ca trưởng, chị còn đánh nhịp ở trong đó nữa. Tôi gặp nhiều lần lắm nhưng mà biết rằng chị rất bận cho nên chúng tôi không có dám làm phiền chị. Đó là cái chuyện mà chúng ta vẫn gặp nhau. Có điều là chúng ta không có cái dịp để mà nói chuyện với nhau. Cái điều thứ hai nữa là chị nói về vấn đề là cái vai trò của chúng tôi trong cái vai trò giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh, đồng thời là thị trưởng của một thành phố, thì hai cái vai trò nó khác nhau. Như chúng tôi đã thưa với quý vị trước kia là vai trò của giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh với lại nghị viên nó cũng khác nhau như vậy. Trong cái vai trò thị trưởng thì nó nhiều cái trách nhiệm hơn, nhưng mà nó vẫn là hai cái cơ quan độc lập.
Cho nên thưa với quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ quý vị ở hai cái cơ quan độc lập như vậy. Để rồi khi mà chúng tôi có cái cơ hội để thưa chuyện với quý vị thì chúng tôi có cái tầm hiểu biết nhiều hơn và thưa chuyện với quý vị về những cái sự việc nó xảy ra, nó có thể ảnh hưởng tới đời sống cư dân như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị trước đây. Cho nên đó là một cái sự hân hạnh mà chúng tôi, cho dù là bận việc hay là cho dù là công việc nó bề bộn, nhưng mà chúng tôi vẫn phải là đảm trách cái trách nhiệm khi một khi chúng ta đã nhận cái trách nhiệm đó. Cái việc thứ ba là thưa với quý vị, chúng tôi rất là vui khi mà được quý vị tin tưởng và bầu cái lá phiếu vào trong cái vai trò là thị trưởng của thành phố Westminster. Và chúng tôi cũng vui là khi quý vị cũng đã chọn ra hai nghị viên mới. Đó là nghị viên của địa hạt số 1, đó là cô Amy Fan West, và đồng thời có một nghị viên mới nữa ở cái địa hạt số 4, đó là địa hạt là anh Nam Quan Nguyễn. Và hai người này thì anh Nam Quan Nguyễn đã được hội đồng thành phố đã chọn vào với vai trò là phó thị trưởng. Và thưa quý vị, chúng tôi làm việc với nhau trong cái sự gọi là một cái lý tưởng để mà sao để phục vụ cho cộng đồng cũng như là phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster. Cho nên trong cái sự làm việc đó thì chúng tôi đưa ra những chính sách mới để chúng ta làm việc làm sao cho nó hữu hiệu hơn. Chúng tôi rất là vui trong những phiên họp vừa qua là phiên họp thứ ba của chúng tôi, mà chúng tôi cũng đã làm được một số công việc, thay đổi một số chính sách để chúng ta có thể nó làm việc nó như chúng tôi nói là nó hữu hiệu hơn, và nó sẽ trong tương lai nó sẽ mang tới nhiều cái kết quả tốt đẹp cho cư dân của thành phố. Mình chúng ta nói về vấn đề an ninh, chúng ta nói về cái vấn đề mà thăng tiến trên cái phương diện mà kỹ thuật, nghệ thuật, hay, xin lỗi không phải nghệ thuật nhưng mà nó về kinh tế, thì đó là những cái điều mà chúng tôi đang là nhắm vào. Bên cạnh đó thì chị cũng nói về cái việc mà là khi mà nhận chức một cái thì chúng tôi phải đối phó với cái trách nhiệm là diễn hành Tết. Thì đúng vậy thưa với chị, cái diễn hành Tết vừa qua đó là cái diễn hành Tết do thành phố đứng ra tổ chức. Và khi mà đứng ra tổ chức như vậy đó thì là chúng tôi bất đắc dĩ phải đứng ra tổ chức cho lần này, chứ không phải là chúng tôi cố ý đứng ra tổ chức. Khi mà thành phố không nhận được những cái đơn xin tổ chức như là những năm trước, thì chúng ta có những cái tổ chức nó gọi là tư nhân đó, họ nộp đơn vô, họ xin tổ chức cho cái diễn hành Tết, thì chúng tôi chỉ là chấp thuận cho coi lại những cái đơn vị nào để mà chấp thuận, rồi thì họ thực hiện cái cuộc diễn hành. Tuy nhiên năm nay không có một cái đơn vị nào nộp vô hết. Lý do là bởi vì tôi nghĩ rằng là cái ngày Tết nó tới quá sớm. Đúng rồi. Nó tới bình thường là Tết nó vào khoảng chừng đầu tháng 1 hay giữa tháng 2, nhưng mà đầu tháng 2 hay giữa tháng 2, nhưng mà năm nay nó vào là ngày 22 tháng 1 đã là ngày Tết rồi. Cho nên có thể là một số tổ chức đó họ nghĩ rằng là không có cán đáng đủ cái thời gian để mà tổ chức những cái buổi gây quỹ hay là đủ thời gian để mà cho mọi người tham dự. Dạ vâng. Khi mà thành phố không nhận được như vậy thì biết rằng là như vậy năm nay chúng ta một là có sẽ không có tổ chức diễn hành Tết, hai là thành phố phải đứng ra tổ chức. Thì chúng tôi lúc đó còn là thị trưởng Tại Đức Trí, thì chúng tôi với thị trưởng Tại Đức Trí đã đề nghị là thành phố phải đứng ra tổ chức. Không thể nào chúng ta không có một cái, chúng ta gián đoạn trong cái lễ hội mà truyền thống như vậy hàng năm. Dạ vâng. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng được hội đồng thành phố 5 trên 5 đã đồng ý để mà tổ chức. Thì thưa với chị là biết rằng là đối diện với thời gian rất là ngắn, nhưng mà chúng tôi trong thành phần ban tổ chức thì có thể cáng đáng được cái việc đó, làm việc ngày đêm để mà có thể thực hiện được cái tổ chức nó chu đáo. Tuy nhiên cái phần mà khó khăn nữa đó là những người tham dự hay những người đoàn tham dự, những tổ chức tham dự vào cái đoàn diễn hành á, họ sợ rằng họ không có thời gian để mà chuẩn bị, tại vì hơi gấp rút quá. Dạ vâng. Nhưng mà chúng tôi biết là đó là một cái vấn đề, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là nhiều tổ chức, nhiều thành phần đã tham dự trong những năm trước rồi thì năm nay họ cũng sẽ dễ dàng thôi. Cái vấn đề quan trọng là thành phố phải đứng ra tổ chức, phải làm việc thật là cật lực để mà chu toàn được cái trách nhiệm. Thì thưa với chị, đúng như vậy, khi mà chúng tôi đã cố gắng làm việc ngày đêm như vậy thì là chúng ta đã thấy được cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất nhiều, đi tới cái sự thành công.
Wow, nghe anh nói như vậy rất là nhiều những khó khăn, nhưng mà cuối cùng thì thành phố cũng đã đáp ứng được để cho chúng ta có được một cái lễ hội truyền thống hàng năm. Wow, Mỹ Lan không có ngờ rằng là ở đằng sau đó nó cũng rất là nhiều khó khăn. Vâng, thưa quý vị, chắc là đến đây chúng ta, tôi xin phép được tạm ngưng trong giây lát. Sau một vài thông tin ngắn gọn của đài, Mỹ Lan và Tân Thị trưởng thành phố Westminster sẽ trở lại trò chuyện cùng với quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Những màn hình của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Vâng, chúng ta cùng trở lại trò chuyện cùng với anh Chí Trạng Lê Nguyễn, Tân Thị trưởng của thành phố Westminster. Vâng, trở lại với anh Chí. Wow, nghe anh trình bày như vậy thì thật sự ở ngoài người ta không biết, nhưng mà rõ ràng là qua hàng Chí, em là bên làm truyền thông, em thấy rất là im ắng. Yeah. Thì em thật sự em nghĩ là chắc chắn phải có. Yeah. Mà quả như anh nói, nếu như không có thì quả thật đó là một cái điều đáng tiếc. Mà thành phố Westminster của chúng ta là từ trước tới bên nay là luôn luôn là có những cái chương trình như vậy. Mà em biết năm nay là các đồng hương ở các tiểu bang xa về rất là đông. Yeah, vâng. Nếu như năm nay mà nếu mà không có sự mà cố gắng cũng như là cái sự mà đoàn kết giữa tất cả các thị trưởng, phó thị trưởng cũng như là nghị viên, thì em nghĩ rằng năm nay không biết cái Tết của mình như thế nào. Dạ vâng, rất là khó rất khăn. Rất là cảm ơn các rất anh. Là khó khăn nếu mà dạ, chúng vâng. ta không có một cái buổi diễn hành như vậy. Dạ, vâng. Nó thiếu đi cái diễn hành văn hóa của dạ. cộng đồng của chúng ta. Rồi rất nhiều người thất vọng là khi mà về đây mà không được tham dự cái đó. Cuộc diễn hành đó. Rồi ngay tại đây đồng hương của chúng ta không có cuộc diễn hành truyền thống như vậy cũng là rất là buồn. Và thưa với quý vị, chúng tôi nói cái sự thành công mỹ mãn ở đây là không những thành công trên cái vấn đề mà tổ chức, nhưng mà thành công ở cái số người tham dự vào cái đoàn diễn hành. Chúng tôi chỉ nghĩ là khoảng chừng 3-4 hay 4 mấy đoàn diễn hành thôi, nhưng mà tới 70 đoàn diễn hành lận. Rồi sau đó thì chúng ta lại có sự tham dự rất đông đảo của đồng hương của chúng ta. Cho nên chúng tôi phải nói là thành công mỹ mãn ở cả hai mặt, mặt tổ chức và mặt đồng hương tham dự, và kể cả cái mặt mà những người tham dự trong cái đoàn diễn hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mượn cơ hội này để cảm ơn tất cả những cơ quan truyền thông báo chí, đặc biệt là đài SET-TV cũng đã phổ biến cái chương trình này đến cho chúng tôi. Rồi bên cạnh đó thì thưa với quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ, rồi tất cả những người, những đoàn hay là những tổ chức đã tham gia vào cái đoàn diễn hành. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã đến trong ngày hôm đó để tham dự, và đặc biệt chúng tôi cũng không quên cảm ơn những tình nguyện viên. Mặc dù đây là của thành phố tổ chức, nhưng mà có rất nhiều tình nguyện viên cũng đã đóng góp vào trong đó làm bàn thờ tổ chức, như là kênh cộng đồng người Việt Việt Nam, Nam Cali, cũng như là những MC cũng đã đóng góp vào trong chương trình ngày hôm đó. Chúng tôi xin mượn nơi này để cảm ơn. Nhưng mà đặc biệt thay nữa, chúng tôi cũng với cái vai trò là thị trưởng của thành phố Westminster, chúng tôi xin được cảm ơn các đồng viên của chúng tôi, cũng như là cảm ơn đến các nhân viên của thành phố đã làm việc ngày đêm để chúng ta có được cái tổ chức lễ hội truyền thống là diễn hành Tết trên đại lộ Vô Sa Trần Hưng Đạo. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp vào trong chương trình để nó được thành công. Wow, Mỹ Lan cảm thấy rất là vui, là tại vì nếu như không có sự mà mọi người đồng lòng như vậy cùng tất cả những tình nguyện viên, tất cả như anh Chí vừa trình bày, thì chúng ta nếu mất đi một cái này lễ hội không thể nào. Chúng ta có những cái lễ hội, chúng ta cần phải giữ những cái truyền thống văn hóa đó của Việt Nam tại hải ngoại của chúng ta. Dạ, vâng. Rất là cảm ơn. Mà mình cũng phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn trời nữa, ngày hôm đó thời tiết rất là tốt. Đúng vậy. Dạ, trời đúng ơi, rồi, anh biết không, trước đó mình thấy mưa gió. Dạ, vâng. Sợ quá, mình nói, nhưng mà coi thời tiết tới, tuần này không có mưa. Dạ. Tại vì Mỹ Lan biết là ở miền Bắc, Cali cũng có tổ chức hội chợ Tết vân vân. Dạ. Thành ra là mình biết được thời tiết rồi là thuận hòa như vậy, mình cảm thấy rất là tạ ơn trời đất. Tại vì nếu như mưa làm sao mà đồng hương chúng ta chơi Tết được. Nếu chứ không lầm là chị Mỹ Lan lo cái vấn đề MC ở trên đó. Hội chợ Tết ở San Jose. Dạ vâng. Dạ đó. Yeah. Thì thành ra là nói tóm lại rằng là tạ ơn trời, tạ ơn tất cả mọi người, chúng ta vẫn còn cái tình với nhau. Và chúng ta cái điều Mỹ Lan vui rằng là mình giữ được cái tình đồng hương của chúng ta để chúng ta tổ chức được những buổi như thế này. Dạ, vâng. Thì chúng ta bỏ qua tất cả những cái gì biệt, bỏ qua tất cả những cái sự phiền muộn gì đó, nhưng mà chúng ta cùng đồng lòng và cảm ơn một lần nữa là chúng ta đã rất là thành công mỹ mãn trong những cái buổi hội chợ Tết của nhân dạ, vâng. diễn hành Tết năm nay. Vâng, thưa quý chị, mình khi mình nói tới cái vấn đề thành công trong những ngày vui Tết như vậy, chúng ta cũng phải nói là
có một cái tin buồn. Chúng tôi có như là chị thấy rằng là ở Monterey Park hoặc là Half Moon Bay nó có những cái chuyện mà bắn xả súng ra hàng loạt như vậy. Thì thưa với quý vị, với cương vị là thị trưởng của thành phố Westminster, chúng tôi cũng đã cho nhân viên để liên lạc với nhân viên của thành phố bên đó để coi chúng ta có thể làm việc gì được để giúp cho bên đó được. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã viết một cái lá thư gửi tới hai nơi đó để mà chia sẻ với thị trưởng ở bên đó cũng như là cư dân ở bên đó, chúng ta sẽ đồng lòng với họ và cầu nguyện cho những người nạn nhân cũng gia đình của họ. Thì chúng tôi đã thực hiện việc đó, và trong cái phiên họp vừa qua thì chúng tôi cũng có cái giây phút mặc niệm để mà tất cả mọi người chúng ta cũng ghi nhớ lại cái và cầu nguyện cho những người mà đã khuất. Thành thử ra chúng tôi cũng đã thực hiện những việc đó. Chúng tôi cũng xin được quý vị là mọi người chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã gọi là nạn nhân của trong cái vụ xả súng đó, và đồng thời xin được cầu nguyện cho gia đình của họ. Vâng, thưa anh, như vậy là chúng ta qua những cái điểm mà chúng ta vừa nêu ra thì sắp tới thật là bây giờ bắt đầu là qua Tết rồi, qua những cái khó khăn đầu tiên khi anh vừa nhậm chức rồi, thì sắp tới thì sinh hoạt của thành phố mình sẽ như thế nào, có những cái sắc thái nào mới không thưa anh? Dạ vâng, về sinh hoạt thành phố chúng ta phải chia làm hai, một sinh hoạt thành phố hoặc sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Mặc dầu chúng tôi là nhân viên của thành phố hoặc là trong hội đồng thành phố, nhưng mà chúng tôi phát xuất từ cộng đồng Việt Nam, cho nên đôi khi chúng ta cũng vẫn nhìn vào cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam. Ở trong thành phố thì chúng tôi có những cái chính sách, thay đổi những cái chính sách để chúng ta làm việc hữu hiệu hơn như chúng tôi nói lúc đầu, và chúng ta đang nhắm vào những cái chương trình mà có thể đi vào và chúng ta có thể phát triển về cái mặt kinh tế cũng như cái mặt an ninh của thành phố. Thì hai cái vấn đề này chúng tôi đang đặt trọng tâm vào, kể cả cái vấn đề mà làm sao lo cho những người vô gia cư. Chúng tôi đã đi tới một cái bước khá xa để mà có được một cái trung tâm cùng với lại thành phố Garden Grove và thành phố Phạm Valley, để chúng ta có cái trung tâm đó lo cho những người vô gia cư. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang là lo về cái vấn đề mà thiết kế lại cũng như là lo lại cái phần mà xây dựng ở cái khu vực Westminster Mall của mình đó. Nó sẽ trở thành như là một cái khu vực ở bên Bellaterra mà còn hơn như vậy nữa. Thì quý vị nhìn thấy rằng là trong vòng vài năm tới, quý vị sẽ thấy rằng là sự xây cất nó sẽ được phát triển ở khu vực đó, và khoảng chừng trong vòng 5 năm đổ lại thì chúng ta có một cái khu vực để sinh hoạt trong ngay trong thành phố. Về phương diện an ninh thì chúng tôi cũng đang làm việc với lại cảnh sát rất là sát với họ, là bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có cái sự an toàn trong thành phố cũng như an ninh trong thành phố thì chúng ta mới có thể lo làm ăn được. Chứ còn nếu mà nó có những cái chuyện xảy ra, nó đưa tới cái việc mà không có được an toàn cho người dân, thì cái điều đó nó là một cái sự lo lắng vô cùng. Cho nên chúng tôi đang làm việc với từng nhóm cũng như là với cảnh sát để chúng ta có thể thực hiện cái vấn đề an ninh ngay trong thành phố. Thì thưa quý vị, đó là cái việc thành phố mà chúng tôi tiếp tục trong cái vai trò là thị trưởng, làm việc với lại các thành viên của hội đồng thành phố để chúng ta phát triển cũng như là thực hiện những cái công việc mà chúng tôi mới nói. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi bây giờ chúng ta là ở cuối tháng 1 rồi, bắt đầu vào tháng 2 thì chúng ta cũng lo tới cái tháng 4 đen của đúng mình rồi, yeah. Trong tháng 4 đen thì quý vị biết rằng là chúng tôi phải hãnh diện là khi mà chúng tôi được vào trong cái vai trò là nghị viên của thành phố Westminster đó, trong năm 2019 thì chúng tôi đưa ra cái nghị quyết là nghị quyết thành phố sẽ đứng ra thực hiện cờ rũ cũng như là treo cờ rũ hoặc là có cái nghi lễ vào ngày 30 tháng 4. Dạ, vâng. Cho nên chúng tôi đã thực hiện những cái chương trình đó, và tiếp tới đây thì chúng ta cũng sẽ thực hiện. Đây phải nói rằng là chưa có thành phố nào hay là chưa có một chính quyền nào trên toàn thế giới mà đứng ra tổ chức ngày lễ tưởng niệm Quốc hạnh 30 tháng 4, nhưng mà thành phố Westminster đã làm trong mấy năm vừa qua và năm nay sẽ tiếp tục làm việc đó, thưa chị. Rất là mong thay thưa anh, tại vì như Mỹ Lan nói rằng là cái điều mà cư dân Mỹ Lan là một cư dân thành phố, mà Mỹ Lan nghĩ là các thành phố khác cũng vậy, người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại rất là đông, luôn đặt một cái niềm tin tưởng thành ra bầu trong những người vị viên của chúng ta là người Việt Nam để làm chi, để chúng ta có thể giữ gìn những cái truyền thống đó, và đặc biệt là trong những cái ngày lễ đó chúng ta cùng họp mặt với nhau. Cảm ơn anh rất là nhiều, tuy là thời gian chúng ta ngắn quá nhưng mà at least ra cũng hiểu sơ qua về những cái tình hình hiện tại cũng như là những công việc sắp tới mà anh cũng là những cái thành viên ở trong ban hội đồng thành phố phải đối mặt. Rồi một lần nữa xin chúc mừng và xin chúc cho các anh thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái công việc vừa là cho thành phố mà vừa là cho người Việt Nam chúng ta nói riêng, và chúng ta chắc chắn là sẽ chuẩn bị cho ngày lễ tưởng niệm
Quốc hận 30 tháng 4 sắp tới. Dạ vâng. Dạ vâng. Đừng có quên Mỹ Lan nha. Dạ Mỹ Lan phải chắc chắn là phải những cái gì dính líu tới những cái gì quá khứ chúng ta luôn luôn vinh danh và dạ. ghi ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bây giờ chúng ta gửi lời chào nha thưa anh. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Mỹ Lan cũng như cảm ơn đài SET TV đã cho chúng tôi có cơ hội này để trò chuyện với quý vị về cái sinh hoạt của thành phố Westminster. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay cùng với tân thị trưởng là anh Chí Trạc Lê Nguyễn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.